mặt nạ nhau thai cừu đã được chứng minh là rất hiệu quả với nhiều năm qua sản phẩm được hội chị em tin tưởng và đặt niềm tin nhiều da đẹp hơn là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn tuy nhiên để sử dụng đúng cách và an toàn cho da thì nhiều bạn vẫn còn thắc mắc nên trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ lại cách dùng chi tiết cũng như trả lời cho bạn những câu hỏi quan trọng về cách dùng mặt nạ nhau thai cừu này nhé để da đẹp một cách hiệu quả nhất bạn cần tuân thủ các bước sử dụng mà công ty sản xuất đã hướng dẫn sau đây là các bước sử dụng tối ưu bước 1 rửa sạch mặt. Bước này giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất trên da, chuẩn bị cho quá trình sử dụng mặt nạ. Bước 2, sử dụng toner. Dùng toner để làm ẩm và cân bằng da, giúp da sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất từ mặt nạ. Bước 3, đắp mặt nạ. Mở bao bì và đắp mặt nạ nhau thai cừu lên khuôn mặt sao cho vừa vặn. Đảm bảo mặt nạ che phủ hoàn toàn da mặt và cổ. Sau đó, để mặt nạ trên da trong khoảng 15 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Bước 4, rửa sơ mặt lại. Sau khi gỡ bỏ mặt nạ, rửa sơ mặt lại với nước sạch để loại bỏ dưỡng chất dư thừa trên da. Tiếp tục với các bước dưỡng da bình thường như sử dụng serum và kem dưỡng ẩm để hoàn thiện quá trình chăm sóc da. Bạn nên tuân thủ đúng các bước sử dụng trên sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất từ mặt nạ nhau thai cừu và mang lại làn da mềm mại, tươi trẻ hơn. Sau khi sử dụng mặt nạ nhau thai cừu, nếu bạn cảm thấy có cảm giác dính nhờn trên da, bạn có thể rửa mặt lại để loại bỏ bất kỳ dư lượng sản phẩm nào. Tuy nhiên, nếu mặt nạ đã được hấp thụ hoàn toàn và da của bạn cảm thấy mềm mại và dưỡng ẩm đủ, việc rửa mặt lại có thể không cần thiết. Quyết định này phụ thuộc vào cảm nhận của bạn về làn da sau khi sử dụng mặt nạ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm cụ thể hoặc cách sử dụng, đừng ngần ngại liên hệ với shop mình để được giải đáp thắc mắc nhanh nhất nhé. Bạn chỉ nên đắp mặt nạ nhau thai cừu khoảng 2 đến 3 lần trên tuần, vì đây là tần suất vừa đủ để làn da có thể hấp thu dưỡng chất. Nếu đắp mặt nạ quá nhiều lần, thì dưỡng chất sẽ thể ngấm vào da, gây phí cho mặt nạ không những thế da còn có thể có nguy cơ bị nổi mụn do bít tắc lỗ chân lông. Mặt nạ nhau thai cừu chỉ sử dụng được một lần và không được tái sử dụng lại. Vì sau khi tiếp xúc trực tiếp với da, mặt nạ thường hấp thụ dầu nhờn, bụi bẩn và tạp chất từ da. Việc tái sử dụng có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng và giảm hiệu quả của sản phẩm. Thời gian đắp mặt nạ nhau thai cừu thường dao động từ 15 đến 20 phút. Đây được xem là thời gian để dưỡng chất trong mặt nạ thẩm thấu sâu vào da mà không gây quá nhiều hao hụt hoặc gây căng da. Vì nếu đắp quá lâu, dưỡng chất có thể không còn hấp thụ được nữa và thậm chí có thể gây khô da hoặc kích ứng da. Ngược lại, nếu đắp quá nhanh, dưỡng chất không có đủ thời gian để hấp thụ hiệu quả trên da. Đồng thời, thời điểm để đắp mặt nạ tốt nhất là vào buổi tối, trước khi dưỡng da là cách hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn, táp chất trên da sau một ngày làm việc căng thẳng. Thời điểm này giúp dưỡng chất trong mặt nạ thẩm thấu sâu vào da, phục hồi và tái tạo làn da mềm mại, mịn màng. Đồng thời, da cũng ở trạng thái tốt nhất để hấp thụ dưỡng chất vào buổi tối. Đắp mặt nạ cũng mang lại cảm giác thư giãn, giúp tâm trạng và làn da trở nên sảng khoái. Mặt nạ nhau thai cừu thường phù hợp cho mọi loại da và mọi độ tuổi. Vì sản phẩm này chứa các thành phần tự nhiên và dịu nhẹ, nó thích hợp cho cả da nhạy cảm và da mụn. Đây là giải pháp chăm sóc da hiệu quả, không chỉ giúp làn da trở nên mềm mại mà còn giúp cải thiện độ đàn hồi và sự sáng bóng tự nhiên. Bạn chỉ cần để mặt nạ ở nhiệt độ phòng là được. Nếu thích có cảm giác mát lạnh thì bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh phải để mặt nạ ở một ngăn riêng biệt không được để cùng với thực phẩm sẽ làm giảm đi tác dụng của mặt nạ và có thể gây hại cho da vì thế khi cho vào tủ lạnh bạn để vào một cái hộp và đậy kín nắp hoặc cho vào trong túi ni lông buộc lại để tránh bị tiếp xúc những thành phần khác trong tủ lạnh nên chỉnh nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C là thích hợp nếu không có tủ lạnh bạn có thể bảo quản mặt nạ ở nhiệt độ trong phòng nơi không có ánh nắng tiếp xúc việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng tại shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để Shop giúp bạn trẻ đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.